Chào các bác nhá. Hôm nay có cái này không biết là nó làm cái gì các bác ạ. Không biết là phải là nó trộn phải là trộn chất dinh dưỡng để trồng cây trồng hoa hay không biết nữa, trồng thủy sinh không nữa. Đấy. Thì tại vì dịch cái này nó ra không được thì trên này có biểu tượng cái cây thủy sinh này, cái giấy đó. Mình hay gọi là cái giấy đó, giấy cảnh đó. Đấy, nó nhỏ nhỏ, phai môn nhỏ này. Đấy. Thì là không biết cái này nó trộn nước để nó dùng cho cây này hay là như thế nào, cái chậu này. Đấy, thì thực sự nó dùng một đôi pin các bác nhá, một đôi pin bên trong này. Đấy, nó đổ nước ra. Đây, công tắc nhá. Sau đây là có hai viên pin này. À, hai pin pin của Panasonic còn mới tinh luôn nhá. Cái này nó chưa xài các bác ạ. Nắp pin mà nó chưa sử dụng đâu. Đấy. Đây này, mới tinh luôn cái hộp của nó đây. Chẳng biết nữa các bạn, nó dùng cái, em nghĩ là nó dùng để mục đích nó trộn nước để dùng cho mấy cái cây thủy sinh. Đấy. Thì cái này nó sẽ bơm nước, nó chạy vòng quanh bên cạnh, bên này có một lỗ, bên kia có một lỗ các nhá. Thì bây giờ mình chỉ nhấn nút này thôi. Thì đường kính của nó thì em không có cầm thước đây, em đo hai găng tay thì khoảng 50 cm, bên kia thì khoảng 35 em. Đấy. Nó chạy này, có thấy không? Đấy, nó sẽ quay nước vòng quanh, sạch nước ấy. Nghĩa là nó sẽ trộn nước, khả năng em nghĩ đây là cái này để trộn nước, trộn với cả phân. Đấy, để trồng mấy cái cây thủy sinh này. Đấy, cho nó đều ấy. Khả năng là như thế các bác nhá, em đoán. Tại vì nhìn ở sơ sơ ở đây thì là nó giống y chang. Đấy. Chạy một đôi pin nhá, mà đây cái hộp của nó, hộp mới tinh chưa xài các bác nhá. Đó. Cái này mà em bán giao lưu các bác nhá, hàng mới chưa xài, về các bác thử xem là nó có hợp lý hay không. Nó dùng được thì các bác alo xem nhá, giá nó 350 thôi, 350.000 thôi. Đấy. Bác nào hay đam mê trồng cây thủy sinh, thủy xiếc các thứ ấy, thì có thể mua cái này về mình trộn phân trong trước cho nó đều, không phải quấy bằng tay. Đấy, cái này múc lần là mấy lít nước ấy. Ok, thank you các bác nhá.